Vân Anh ơi, con ước mơ lớn nhất là gì? Con muốn làm cái gì? Con để con làm gì? Cô giáo. Làm cô giáo làm gì nhỉ? Cô giáo thì bác sĩ để làm gì? Cô giáo để làm gì? Không học à, con lớn lên con làm bác sĩ để làm gì? Khám để làm gì nữa? Khám cho bệnh nhân nào? Bệnh nhân nghèo hay là giàu? Bệnh nhân bị bệnh gì? Giống như con là con đang bị bệnh gì? Hả? Còn mẹ là bị bệnh gì? Có biết hả chị ha? Dạ vâng, xin chào mọi người ạ. Mình đang đến ở khu dân cư Đại Quang ở thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương để nói về trường hợp của chị Trần Thị Vân, 29 tuổi, quê ở Huế. 3 năm trước, khi mà đang đi làm công nhân may thì chị Vân phát hiện bé Vân Anh là con gái của chị bị ung thư máu, và từ cái giai đoạn đó đến nay chị phải xoay sở rất là nhiều nơi, đi rất là nhiều bệnh viện để chữa trị cho bé. Và trong hơn nửa năm nay thì chị đã quyết định vào thành phố Hồ Chí Minh để mà tìm con đường sống cho bé Vân Anh. Vào đây thì chị đã phải bỏ ngày mai để mà đi rửa chén, đi làm rất là nhiều việc, trong đó có cái việc mà mọi người đang thấy ở đây là bán bánh nậm, bán bánh bột lọc để mà có tiền đủ tiền đóng tiền phí cho bé. Thì đây là một cái câu chuyện rất là thương và cũng như là cảm phục cái ý chí của người mẹ, cho nên là mình muốn đến đây để ghi nhận về cái hoàn cảnh hiện tại của gia đình chị Dương, để mà mọi người nếu biết thì có thể chúng ta giúp đỡ cho chị được ạ. Dạ. Xin chào chị Dương ạ. Thì không biết là mình chuyển đến cái khu dân cư Đại Quang, cái nhà trọ trong khu dân cư này bao lâu rồi chị? Em vô đây ở bữa trước khi em ở trên viện thì đầu tháng 7, vô đây bữa là tháng 7 mà nhung điều trị cho bé ở trên huyết học là 2 tháng, xong rồi xuống đây thì chưa có ý nghĩa là ở đây mà, nhưng em ở chú em ở gần đây á, là cái chỗ đây đi tới khoảng mấy chục mét à. Sau này thì cũng đi tìm hiểu những chỗ mà điều trị giống như là ngoài qua về cái là thực dưỡng về chế độ ăn uống của mình của bé. Thì em tìm hiểu về dưới chùa Long Hương nhân tạch của thầy Tuệ Hải á. Thì hàng ngày em đi lên đi về thì 200 cây số em học về cái cách nấu thực dưỡng. Về lại là những cái thầy chỉ bảo những cái mà cần thiết để cho bé về cái nội tiết để lọc máu, lọc cái chất độc ra cơ thể á. Là khi em theo ở dưới đó 2 tháng á, thì bé em nó có biến chứng là nó đổi nứt da về, tất cả nó xuống ký, khi đó là 16 kg mà xuống có còn 10 kg. Các em xin phép em nhắc lời một xíu á, là để cho mọi người hiểu hơn cái câu chuyện của mình đó chị. Thì chắc là chị nhắc lại từ cái lúc ban đầu khi mà mình phát hiện bé bị mắc bệnh ung thư máu ở Huế á chị, là như thế nào? Bé em vừa có biến chứng là nó bị suy dinh dưỡng, là vào bệnh Huế, trung ương Huế thì 3 tháng nằm ở chỗ khoa dinh dưỡng ung bướu á, thì làm tất cả các xét nghiệm tủy sống mà nhưng không có phát hiện ra bệnh. Cái đó về nhà thì khoảng 20 ngày á, thì bé em nó chạy máu cam không cầm về lại là mất thăng bằng, không có đi được á. Thì khi đó cái triệu chứng là nó sốt cao về chạy máu cam cầm, khi đó em mới đưa vô cấp cứu ở bệnh viện gần nhà á. Thì xét nghiệm thì nói chung là 3 dòng máu nó chênh lệch quá nhiều, về hồng cầu nó hà nhiều quá. Khi đó em mới đưa vô chỗ khoa nhi á, thì xét nghiệm ra thì cũng giống như y ngoài đó mà, nhưng em không có tin lắm, tại vì nằm ở bệnh viện Trung ương Huế 3 tháng mà không có tìm ra bệnh đó. Khi đó người nhà cũng vay chạy em vô bệnh viện Pasteur xét nghiệm thì nó cũng giống vậy. Rồi đi ra chỗ bệnh viện ung bướu của Nhi của Bạch Mai á, thì cũng nói chung kết quả cũng tương đương là 99% giống như vậy. Vậy là trước khi vào Sài Gòn là mình đã ra Hà Nội rồi hả chị? Em vô Hà Nội đã mới vô Sài Gòn đã mới ra Hà Nội. Là khi đó em hỏi chi phí trong này điều trị thì rất là đắt. Khi đó em mới quay ngược lại ra Huế là điều trị. Thì tại vì cái ung thư máu này là nhiều đứa nó may mắn nó chỉ bị một dòng thôi, mà bé em nó bị 2 dòng, nói chung là cả máu cả tủy. Và về cái là nó kết quả là vì dòng lymphoma cấp. Mà khi đó em điều trị thì cứ tái lui tái lại ngoài, tại vì cái kháng thể của bé em không có được tốt lắm á. Dạ. Cái triệu chứng ban đầu là chảy máu cam với lại suy dinh dưỡng. Và lại là khi mà em sinh bé được 7 tháng á, thì em cũng bị ung thư vú, không phải là một mình bé. Mà khi em điều trị hơi ổn thôi á, thì suy ngược lại anh bé. Dạ. Nói chung là em không có suy nghĩ, không có vô tư. Nhưng mà khi á, mà những ai mà tới kêu gọi hay là viết bài á, là em vẫn cười vui vẻ, mà nhưng mà kể về bệnh tình hay hoàn cảnh á, là em khóc. Là mình phát hiện ca vú lâu chưa chị? Em bị bữa bé mới sinh được có 7 tháng á, là em đi làm ca vi được có 1 tháng à, đi làm lại á. Thì khi đó em điều trị cũng dần dần ổn thì xoay ngược lại em bé. Là khi đó là nói chung là của em là vứt chỉ qua chạy cho bé thôi. Nói chung là giờ là nói là em chỉ mong bé em được khỏe mạnh thôi, cho em nói chung là cực bao nhiêu cũng cực hết á. Dạ, nhưng mà chắc là chị giữ bình tĩnh chút xíu ạ. Không biết là cái lúc mà mình phát hiện tra vú á chị, thì mình có những cái dấu hiệu gì à? Khi đó em á là đi làm ca đêm em không có để ý. Chị ngồi đi, chị ngồi. Thì bây giờ đứng chị cũng hơi mỏi chân đó. Dạ, chị nói đi. Khi mà em đi làm ca đêm thì em không có để ý, mà cái ngày đó thì em đi làm ca ngày á, thì khi đó tự nhiên cái vú em nó có cái mụn. Thì khi đó mẹ em chỉ nói là chắc là vì mụn chèo déo, chứ không em không có nghĩ là vì vậy. Mà khi đi khám trúng tuyến ở huyện á, thì nó nói em có khối u. Thì em chuyển vô bệnh viện Huế thì nó nói là không có, chỉ bị tắc tuyến sữa thôi. Thì em mới ra được, cho thuốc uống 3 tháng. Khi đó em bị nói chung sốt cao về hạch nó nhiều lắm. Khi đó vô Huế xét nghiệm lại thì họ nói là bị di căn rồi. Đó, nói chung là khi đó là em suy sụp, nhưng dần dần em vẫn bình tĩnh. Em điều trị thì em điều trị được 8 tháng thì cũng dần ổn. Mà khi đó chi phí nó cao quá, xong rồi những người tìm, nói chung là chỉ mấy cái ngoài khoa. Em đi tìm ngoài khoa em uống. Sau này là uống được 3 tháng nó hơi tạm ổn thì sẽ ngược lại em bé. Và khi nói chung vô đây em không có quyết định vô, mà nhưng có mấy anh hội đồng hương nói là cứ vô đây đi rồi anh tìm cách anh giải quyết cho. Thì em vô đây thì nói chung là cũng làm cái này cái nọ vậy, chưa có quyết định là làm cái nghề này. Thì khi đó mấy anh này thì nói chung là cứ động viên em là cứ làm đi, rồi hàng thì để anh thời gian anh rảnh thì anh ship cho, chứ anh không có lấy bao nhiêu đâu. Thì một đơn hàng vậy thì anh chỉ có lấy 10.000 tiền xăng thôi. Dạ. Là mình bắt đầu làm bánh từ khi nào vậy chị? Nói chung em vô đây ở là bắt đầu làm tháng 10. Tại vì khi đó em cũng quen biết ít nữa cho nên em cũng không có bán được nhiều. Dần dần cũng có mấy hồi kêu gọi thì họ cũng kêu gọi thì dần dần em cũng bán được. Nhưng yeah, lời chẳng được bao nhiêu hết à. Dạ. Là anh bé em nó có ước mơ là nó muốn đi học thôi, mà giờ em cứ đăng ký đi học, khỏe thì cho đi học mà còn mệt thì cho nó ở nhà thôi, chứ em không ép. Dạ. Tại vì khi đi học thì em có trình bày hoàn cảnh về cô hiệu trưởng, thì cô nói là đúng cái tuổi là cứ cho em đi học đi, mệt thì cho nghỉ, cho đừng có ép em. Giờ có cái nó cứ thích đi học à, nên em mới cho đi học á. Rồi cái bệnh của chị bây giờ là như thế nào rồi chị? Em thì trời nó mệt thôi, nó mệt vì nó sưng lên thôi nha. Mình đã phẫu thuật rồi đúng không chị? Dạ. Bác sĩ có nói là trong cái thời gian tới mình còn điều trị gì đó không chị? Dạ có, uống thuốc duy trì, mà giờ em không có uống bên chỗ Tây Y nữa, em uống bên chỗ thuốc Nam á. Dạ. Về lại dùng mấy cái mà nhân gian á, giống như xong về rồi đó thì em làm, chứ còn bên Tây Y em không có uống nữa. Coi như là chị vừa ổn định xong là phát hiện bé luôn. Dạ. Trong cái thời gian đó chắc là chồng chị là chỗ dựa vững chắc cho hai mẹ con đúng không chị? Dạ, cả chồng với cả ba mẹ chồng nữa. Em hỏi cái này nó hơi nhạy cảm một xíu á, là trong cái thời gian điều trị bệnh á, mình làm cách nào để mình vượt qua những cái cơn suy sụp đó chị? Dạ, khi đó có nói chung là ba mẹ em thì lại là Em cứ nhìn con em mà em cố gắng thôi, cho em nói chung là khi chồng em cũng là lo lắng dữ lắm, vì là ba chồng em nữa. Dạ, coi như là gia đình chồng không có vì cái hoàn cảnh bi kịch nó xảy đến bất ngờ mà thay đổi cái thái độ sống với chị đúng không? Vẫn là bình thường, vẫn nói chung là thương yêu em hơn cả con ruột nữa. Dạ. Nói chung là làm là ba cái điền vô là nói là con đừng có gắng sức quá, gắng rồi ngã xuống ngay lo cho em, mà em phải cố gắng thôi, lo đủ, ở trong này là lo đủ thứ à. Em có nghe nói là ngoài bán bánh ra chị mình còn có đi rửa chén thuê nữa đúng không? Dạ lúc trước thì có, mà nhưng giờ buổi chiều em đi làm giúp việc nhà theo giờ á. Dạ. Tại vì đi rửa chén thì phải đem bé đi theo rồi. Dạ. Nên em đi giúp việc theo giờ, thì khi có chồng em ở nhà thì ở nhà, không thì em gửi xung quanh hàng xóm chơi. Dạ. Vì là mấy chị xung quanh này cũng thương em nữa. Nói chung là gửi mấy giờ cũng được hết rồi. Từ cái lúc điều trị tới giờ mình có biết là cái viện phí mà điều trị cho bé tổng hết thời điểm hiện tại là hết bao nhiêu chị? Dạ em phải đi xin hỗ trợ cái này cái nọ là 4 năm nay là đã 2,4 tỷ rồi, mà em vẫn còn nợ 4 ngân hàng. Nhưng giờ em viết giấy cứ dai hàng về nói là khi nào con em khỏe thì em làm, em có em trả, giờ không có. 2 tỷ mấy? Dạ. Chưa tính cái tiền điều trị của chị luôn đúng không? Dạ, nói chung em điều trị thì ít hơn bé em đừng lo, tiền đó toàn là thuốc ngoài không à. Nhưng mà tiền như vậy thì mỗi tháng phải đóng tiền lãi chắc cũng nhiều hả? Dạ, em vay bên đó thì lại nhiều, còn lại ngân hàng nhà nước thì cứ 10 triệu là 10.000. Dạ. Giờ gần tới đây là tiền lãi tiền lời là 22 triệu mà giờ em chưa có đồng nào hết à. 22 triệu một tháng hết hả chị? 22 triệu một năm. Dạ, một năm. Tại vì cầm sổ đỏ thì vay 70 triệu cả 5 năm. Thôi chắc là mình nói một xíu về cái hoạt động, cái công việc hiện tại hàng ngày của chị nha chị. Một ngày của mình đó mà mình làm cái công việc gì, rồi cái bánh này làm nhanh không chị? Cái bánh này thì làm bột, thì làm nguyên liệu thì nó lâu, còn gói thì nó nhanh. Gói thì bữa tối thì có xung quanh mấy chị hàng xóm này gói dùng, mà còn khi thì nhiều quá thì em nhờ cái chị ở trên Tân Bình cùng quê cùng hoàn cảnh á, chị cũng làm phụ cho em. Rồi anh này buổi sáng 4:30 lên trở về cho em. À là có một cái anh chạy xe ôm tốt bụng mà anh hỗ trợ mình trong cái chuyện đi ship, và anh lấy cái giá rẻ đó không chị? Dạ. Yeah. Bây giờ chị có phải nấu bánh gì không? Em bây giờ em hấp nguyên cả nồi mà mưa giờ không có đi ship được. À, chị có hấp ở trên đó cho em xem thử một xíu đi. Có. Dạ. Bánh này là bánh bột lọc hả chị? Dạ. Chị đứng xích xích vô cái nồi, chị nói cho mọi người nghe đây. Bánh này mình làm có cực không chị? Những cái công đoạn làm bánh như thế nào hả chị? Cái bánh này thì làm thì hơi khó, nhưng thứ nhất là mình phải biết cái công nguyên liệu làm như thế nào, cái đó cái bánh nó dai nó ngon. Thì là lâu nhất là làm cái nhân tôm thịt á. Không chị mở cho mọi người xem thử. Dạ. Bánh này có bao nhiêu nhân chị? Là có 2 nhân tôm với thịt ạ. Còn mấy ngày mà rằm 30/1 thì em làm bánh chay. Một cái như vậy mình bán khoảng bao nhiêu tiền? Một cái vậy em bán là 3.000, là chục cái như vậy là em lời có 2.000 à. Một chục cái lời 2.000. Bao nhiêu lâu mới làm được một chục cái? Thì một đêm mà ví dụ có mấy gì mà xung quanh xóm mà làm dùng thì cũng được 500-600 cái. Có mấy chị trong xóm thấy hoàn cảnh của mình tội cũng làm giùm hả chị? Dạ. Làm không có tính công đúng không? Dạ không, khi mà em mệt quá thì nhờ chị ở trên Tân Bình thì em trả tiền nhân, tiền đồ cho chị về tiền bồ. Dạ. Còn tiền công thì chị không có lấy. Như một cái nồi như vậy là bao nhiêu cái đây chị? Cái nồi này là 200. 200 cái ha. Dạ. Ở dưới con? Không, ở dưới là nước, còn trên là cái nồi hấp. Như cái này chín chưa ta? Dạ chín rồi. Chín rồi ha. Mà bao lâu là nó chín? Bao lâu hấp? 15 phút. 15 phút. Chắc chị mở là chị cho mọi người xem. Sẵn em quảng cáo bánh cho chị luôn. Đây như mọi người cũng thấy nha chị Dương chị mỗi tối là chị làm bánh bột lọc, chị hấp để sáng là chị đi ship vòng vòng xung quanh ở khu vực Bình Dương và cả thành phố Hồ Chí Minh cho mọi người. Thì ban đầu là bán cũng ít thôi nhưng mà bây giờ thì cũng có một cái lượng người khách nhất định đó, nhưng mà tiền lời rất là ít nha mọi người. 10 cái luôn á, 10 cái chỉ có lời được có 2.000 đồng thôi. 10 cái là được 2.000 đồng mà em cho một ngày bán được bao nhiêu cái ta? Cái ngày được 500 cái. Một ngày 500 cái. 2.000 đồng. Là 100 cái là được 20.000. 1.000 cái mới lời được 200 là bao nhiêu ngày lại được có 100.000 à. Đúng không chị? Dạ. Vì là em có kèm theo chả, vì là cái bánh thằng của làm về tinh bột nghệ á. Dạ. Đây là nhân gì đây chị? Cái này là nhân tôm thịt. Nhân tôm thịt. Ngoài ra còn có nhân gì nữa không? Còn làm bánh chay thì em làm đậu hũ với cà rốt với nấm mèo. Dạ. Thì nấm. Cái đó là bánh gì? Nãy chị nói bánh gì? Bánh lọc mà bánh chay á. À bánh chay. Dạ, còn cái này bánh là bánh mặn là nhánh tôm thịt. Dạ. Còn bánh chay là nấm. Dạ. Nấm mèo với lại cà rốt. Dạ. Rồi đậu hũ. Thì là 3.000 một cái đúng không chị? Dạ. Còn bánh chay thì em bán rẻ hơn, tại vì bánh chay cái nguyên liệu nó rẻ hơn là cái này á. Dạ. Cái này tôm thì nó mắc hơn. Em nhìn lên. Bánh chay chị bán bao nhiêu? Bánh chay em bán 2.000. Đây nha mọi người, một cái bánh bột lọc nhân tôm thịt. Nhìn cũng rất là bắt mắt đó, và cái hàng ngon lắm mọi người. Nếu mà ai có cái đi ngang nơi này hoặc là có thích ăn bánh đó, thì có thể ủng hộ cho chị Dương à. Để chị có tiền chị nuôi con bé hơn. Vân Anh đang bị ung thư máu và đang điều trị ở Bệnh viện Truyền máu huyết học định kỳ.